Thưa quý vị, Zumba, một môn thể thao sôi động và đầy sức sống, đang thu hút khá đông người tham gia tập luyện bởi sự khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Ngoài tác dụng cho sức khỏe, nhảy Zumba chính là liều thuốc tinh thần để giải tỏa những áp lực từ công việc và cuộc sống. Âm nhạc sôi động, những bước nhảy đầy hứng khởi. Đó là Zumba, một vũ điệu thể thao đầy lôi cuốn. Khi xong một giờ Zumba, mình cảm thấy cơ thể mình rất năng động. Tập môn này thì rất là vui, cảm thấy rất là khi mà có âm nhạc và cái bước nhảy vào ấy cảm thấy rất là feel. Zumba có mặt tại thành phố Lào Cai gần 5 năm nay, ngày càng phổ biến và thu hút đông người tham gia. Phòng tập này có người mới chỉ làm quen với Zumba, có người đã gắn bó kể từ khi bộ môn này xuất hiện. Nhưng dù là người lâu năm hay mới bắt đầu thì đều có chung sự háo hức và yêu thích Zumba. Ở lớp đây thì cậu thấy đấy là kể cả có cả người già, người trẻ, chứ cũng không phải là chỉ có trẻ mới tập được. Nên là tôi thấy là bộ môn này phù hợp với tất cả mọi người. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được tập Zumba cho mọi người ở đây. Bởi khi các hội viên đến lớp thì họ đều tập luyện với tinh thần tràn đầy năng lượng. Sự say mê, nhiệt tình của mọi người đã thể hiện tình yêu Zumba rất lớn. Đa số các lớp tập Zumba trên địa bàn thành phố Lào Cai đều do huấn luyện viên người nước ngoài hướng dẫn. Mỗi bài tập được các huấn luyện viên thiết kế mới hàng tuần, với những động tác đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại giúp cơ thể tiêu hao năng lượng. Bằng những giai điệu sôi động đầy cuốn hút, Zumba giúp người tập hào hứng nhảy theo nhạc mà không cảm thấy mệt mỏi, mang đến sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Gần như ai cũng dành cái niềm vui cho cái bản nhạc, thế nên là khi tập chỉ thấy vui thôi chứ không thấy mệt. Thì mỗi người, tùy từng người, có người muốn xả stress, có người muốn cơ thể mình được khỏe mạnh, có người thì muốn được giảm cân. Nhưng quan trọng nhất là cái tinh thần thoải mái và cái năng lượng công việc mỗi ngày mình cảm thấy vui. Hiện nay có nhiều bộ môn thể dục thẩm mỹ, trong đó có Zumba để mỗi người lựa chọn, giúp phát triển cả về thể chất, tinh thần và phát huy sức sáng tạo, cảm nhận nghệ thuật.